Dạ em xin chào tất cả các anh thủ, chào mừng các anh đã quay lại với video mới của anh nha. Thì video cuối tuần, em chúc các anh xem video vui vẻ và đi câu may mắn nha. Hôm nay em gửi đến các anh một lô ISO khoen bé nè, có thêm cần câu lu, độ cứng thấp đến cao nha, UL, M và MH. Kèm theo đó là ISO khoen lớn và một lô cần câu lục ha, cần súp, thứ thích hợp cho các anh câu ngâm, lăn xê, bạc bại, biện và đánh lục nha. Rồi thì giá bên em báo chưa bao gồm phí ship nha. Các anh có đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. Anh nào đặt trên 2 sản phẩm thì em sẽ hỗ trợ báo ship cho mình nha. Đầu tiên em gửi đến các anh một cây nhỏ gọn để cho các anh câu đơn trợ máy hoặc là đi câu bè, đánh tráp hành nâu gì nha. Cái này là một cây cần câu ISO khen bé của hãng Olympic, chiều dài 2m3, độ cứng 1. Cái này sản xuất là tại Korea, nó có in chữ nha. Và nó được xuất Nhật đầy đủ cho mình luôn. Tay cầm cuốn chị nè, hàng đẹp nha các anh. Đi kèm cho mình bát bát Nhật là bát Fuji FS5 nhá. Đây là số 5. Bát Fuji FS5. Nhỏ gọn dễ dùng các anh. Dàn khoen cần là Fuji lòng sứ xám hết nha. Ngọn cần là ngọn đặc. Em mời các anh xem nè. Có 3 khoen chạy luôn nha. 3 khoen chạy. Đó. Ngọn đẹp đẽ nè. Đánh cảm giác tốt cho mình. Và đặt tháp long phụng tại đây các anh nha. Nó được cuốn chị luôn đó các anh. Đây là cần phíp. Phíp thì nó tháp long phụng, nó thô hơn. Thô hơn cần carbon các anh. Nè, nhỏ gọn dễ dùng. Độ cứng của nó em cho độ cứng 2. Nếu mà so với cần tay thì nó sẽ được độ cứng 3 và độ nảy cao. Nó trở về vị trí cũ, nó nảy nhanh lắm các anh. Ha. Khi mà các anh vẫy cần, nó không phải bị lắc lư mà là nó nảy về vị trí cũ nhanh ha. Cái này ngọn 0.6 ly, trọng lượng 94g. Em bán các anh giá 250. Mã số 1 nha, 250k. Xem mã 2 em có cần ISO khen bé cho các anh, một cây chất liệu phíp à. Cần dài 4m5, hàng sản xuất tại Nhật nha. Đế còn ngon lành nè, tay cầm cuốn chị, bát Fuji FS7. Fuji 7 ha. Dàn khoen cần còn sáng luôn. Nè, lòng sứ xám hết. Dàn khoen bát Fuji nha. Nội địa Nhật Bản, có 3 khoen chạy nè. Cái này giá bình dân cho các anh về chơi ha. Đây là cần phíp Nhật. Đó. Ngoại hình ở đây, cây này thì bên trong nó sẽ có xước nhẹ phần này ha. Xước thôi, xước nước sơn thôi các anh. Chạm vào không có nội gì hết. Mượt mà luôn. Da cần thẳng nè. Độ cứng 2 nha. Khoảng đó. Cái này ngọn 1.9 ly, trọng lượng 326g. Em bán các anh giá bán là 260.000. Cho em mã số 2, 260. Em sang mã 3 là một cây giả trúc rất là đẹp các anh. Nè. Cái cần này là một cây thương hiệu Daiwa luôn các anh xem nha. Chiều dài cần là 5m4, có tay cầm được cuốn chị. Đẹp. Bát của cần là bát nhỏ nha, bát Fuji FS5 các anh. Daiwa Sunlight. Dàn khoen Fuji hết. Đây, khoen Fuji. Sáng đẹp. Thì chủ nhật các anh xem video em cho hết video nha. Câu xem giải trí, anh nào ưng thì đặt hàng. Cây này thì nó có đặt tháp long phụng luôn nha. Nó tháp ở đây nè các anh. Đó. 5m4 thương hiệu Daiwa, sản xuất tại Nhật. Đẹp nha. Câu cảm giác các anh, ngọn đặc mà. Cây này nó dịu lắm các anh. Siêu dịu luôn á các anh. Em cho nó độ cứng 0.6, 0.8 thôi. Nó mềm lắm nha. Da cần thì nó dịu luôn đó. Da cần nó nhùng nhùng đó. Cái này ngọn 1.1, trọng lượng 281g. Giá bán cái này sẽ là 300 nha. Cần ISO Daiwa 300.000. Câu cảm giác các anh. Cho em mã số 3. Em sang mã 4. Mã 4 em có một cây khá là đẹp. Cây này dài 4m5, độ cứng 2 ha. Nè, đi kèm cho mình bát Fuji FS7 luôn. Bát to nè. Kêu còn tốt nè. Màu xanh và màu bạc á. Dàn khoen Fuji nhá. Khoen là sáng đẹp rõ ràng. Không lỗi lầm. Bên trên có 3 khoen chạy cho mình. Ngọn cần là phôi rộng nhá. m5 độ cứng 2 ca. Cái này đường kính ngọn 2.2 ly, trọng lượng 314g. Em bán giá là 290k. Hàng này hàng đẹp nha. Khoen bát Fuji G. Rồi, cái này mã số 4, 290.000. Em sang mã 5 sẽ là cần carbon nha.
Đây là một cây iso carbon đến từ thương hiệu Simex. Đây là hàng Nhật về hết các anh. Cây này độ cứng cao nè, 5m4, độ cứng 3. Bass Fuji FS7. Keo chỉ còn tốt luôn ha. Đế còn ngon, có cái lỗ để các anh buộc bảo hiểm nè, nhỏ nhỏ nè. Đấy. Chàng khoen Fuji hết ha. Đó, hàng bán là đẹp hết mấy cái này. Bên trên là bao khoen chạy nè. Ngọn carbon sẵn nè các anh xem. Đấy. Hạ tay câu đơn đài được luôn nha các anh. Cái này hiện tại độ cứng 3 rồi. Câu ngon. Đó, nước sơn đẹp hết. Bên dưới là nó làm cái nước sơn này nè, đẹp luôn các anh. À, màu kem bạc và phía bên dưới này nè, đó, nó có nối liền một ít màu sơn ở lóng thứ 3 trở xuống nè. Bên trên là màu ghi nè. Đó, tất cả đều là đẹp hết nha. Cái này ngọn 1.7 ly, trọng lượng 327 g. Mã số 5, giá 580.000. Số 5 580. Sẽ có hỗ trợ cho các anh nắp chụp nha, các anh cứ yên tâm. Cần về có sao em bán vậy và em có hỗ trợ nắp chụp cho các anh. Rồi, tiếp theo là một cây mã số 6. Cây cần này là một cây Hipper Tacker của dòng Carbon Road nha. Cây cần này là một cây dài 5m4, độ cứng 3 các anh. Cũng vậy luôn, tương tự cây kia. Sơn cũng khá là đẹp. Có dàn khoen Fuji hết luôn nha. Bên trên ba khoen chạy nè. Hôm nay có hai cần giống nhau. Đều là 5m4 cứng 3. Phôi đều là phôi sẵn. Cái này nó nổi hơn nha. Nổi đẹp chưa. Đấy. Màu thì nó mờ mờ. Nó có vài điểm nó kiểu cụ cụ, nó xước xước tí xíu ha. Chứ không sao các anh. Hàng này ngon rồi. Cầm trên tay các anh mới biết nó ngon cỡ nào luôn các anh. Cái chất liệu phôi nó tốt cỡ nào. Rồi, cái này ngọn 1.7, trọng lượng là 323 g. Em cũng để giá canh là 580.000. Mã số 6 580 luôn nha. Xe mã 7 là một cây đẹp các anh. Các anh xem cái phôi đó nè. Phôi carbon xoắn vảy cá ha, vảy rồng đó. Các anh hay thường gọi là vảy rồng đó. Cây Olympic ạ. Hàng sản xuất tại Nhật luôn, đế còn rất là đẹp. Đó. Có một cái tem to ở phía sau nè. Cái căn này dài 5m4, độ cứng 2 các anh. Đi kèm cho mình bát gặp Fuji FS6. Dàn khoen càng là Fuji ha. Đấy, Fuji lòng xứ xám hết. Bên trên càng có ba khoen chạy. Và ngọn là carbon xoắn luôn nè. Ngọn đẹp chưa. Màu đỏ luôn đó các anh. Rất đẹp nha. Cái này là hoàn toàn là đẹp đẽ. Sáng sủa cho mình. Ngon lành. Này, phôi nè. Quá tuyệt vời. Hiếm lắm nha các anh. Cái này các anh cầm đi câu là người ta thấy đã mắt lắm á. Cái này ngọn là 1.4, trọng lượng 247 g. Em bán giá 680k. Mã số 7, 680 nha. Rồi sang mã 8. Em có một cây cần thương hiệu Tactic Enjoy. Cái cần này phôi carbon xoắn ít luôn nha. Xoắn ít nè. Đấy. Chiều dài 5m4, độ cứng 2. Hàng Nhật nha. Này góc vừa tay dễ cầm lắm các. Góc nó khỏi gọi là góc nhỏ luôn cũng được. Đi kèm cho mình bát gặp Fuji FS6. Dàn khoen Fuji. Đây. Bên trên có ba khoen chạy nha và có ngọn đặt đi kèm. Cái này có tháp không để em xem. Cái này sở hữu cái ngọn đặt luôn các. À, nước sơn ngọn là màu ghi ha. Phôi cũng là màu ghi luôn. Có xước mấy điểm lông mèo nhỏ nhỏ thôi các anh. Không đáng kể đâu ha. Cứ mặc nó kệ nó thôi. Cái giá em để giá tốt cho các anh. Căn này ngọn em đo là 1.2 ly. Ngọn đặc. Trọng lượng 250 g. Mã số 8. Giá 630. Số 8 nha. 630.000. Rồi em sang số 10. Em có một cây 6m3 độ cứng 2. Hạng Ryobi Fit The Way ha. Đây một cây Ryobi. Nội đi Nhật Bản luôn. Đế còn nguyên vẹn cái logo Ryobi cho mình luôn nè. Cái góc tay cầm của nó em sẽ đo. Phần này đi. 23.4 nha các anh. Hàng nội đi Nhật Bản. Hàng đẹp nha. Có nắp chụp này đi kèm. Và dàn khoen Fuji. Đó. Tất cả Fuji lòng xứ xám hết. Cái cần này có ba khoen chạy nè các anh. Ngọn đẹp nè. 6m3 cứng 2 hàng hiếm nha.
hồi đẹp đẽ sáng sủa luôn. Bên dưới nè, màu ghi nè, đẹp nè. Đó, nó thể hiện ra cái hình thái phôi của nó luôn á ca. Cái phôi của nó, cái dòng Fadeaway này nó làm phôi độc lắm. Nó sẵn không có đều đâu ca. Nó làm gì nè, đó, cái lớp bên ngoài nó làm cái màu gì. Đó. Có mấy điểm xước lông mèo nhỏ nhỏ thôi ha các anh ha, không đáng kể đâu. Cái này đẹp rồi. Vậy là rất là đẹp. Ngọn cần 1.4 ly, trọng lượng 351 g. Cái này giá 930k. Mã số 9 930. Rồi em sẽ mã 10 nha. Mã 10 em gửi đến các anh một cây thương hiệu Daiwa. Daiwa Carbon xoắn ít 2 da. Có tem vàng nè. Cái cần này có chiều dài cho mình là 5m3, độ cứng 1 nha, 1T. Này là hàng sản xuất là tại Nhật các. Nội đi Nhật Bản. Phôi xoắn ít 2 da, góc nhỏ dễ cầm. Bát đây. Đi kèm cho mình một cái nắp chụp Fuji STC nè các anh. Và dạng khuyên là Fuji hết ha. Đấy. Cái cần này hiện tại nó có 3 khuyên chạy bên trên và có ngọn là ngọn carbon luôn. Và nó có một cái định, nó có định vị ngọn luôn các. Định vị khuyên ha, ở trên ngọn nè. Định vị khuyên nè. 4 cái ha. Đó, 4 cái định vị khoen nha. Có định vị lóng nữa nè. Đó, cái viền á, cái viền vàng vàng cá để. Càng cũng khá đẹp đấy các anh. Vừa vừa thôi, nhưng cái lóng thứ hai này ngon nè. Nó có phần làm nhám, cái phần xoắn ít này nó nhìn đã mắt lắm. Đó. Rồi. 5m3, độ cứng 1. Cái này ngọn 1.2 ly, trọng lượng 206g. Em bán giá rất thấp nha, 930. Cái này mã số 10, 930.000. Sang 11, em có cần ISO dây trong các anh. Một cây Shimano, một cây Daiwa Digon ạ. Daiwa Digon ISO dùng dây trong. Chiều dài 5m3, độ cứng 2. Hàng made in Japan, có mã code in tem vàng luôn, đầy đủ ha. Đó. Cái này có bát đời cao Fuji Stainless nè. Bên dưới nó xước nhẹ thôi, nước sơn. Keo chỉ còn tốt phần bát này các anh. Sứ là sứ xích nha. Có đóng semi chống nổ nè. Đầu bu sứ xích nè. Luồng dây trong các anh. Độ cứng 2 nha. Cũng là câu ISO giống như những dòng ISO khen bé lúc nãy luôn đó các anh. Bởi vì độ cứng của nó là độ cứng 1, 2, 3. Rồi. Rồi. Cái này ngọn 3.2 ly, trọng lượng là 215 g, giá bán là 790.000. Mã 11 790. Em sang 12 nhé. 12 em gửi đến các anh một cây cần ISOFIP khoen lớn và lóng ngắn các. Cái này chiều dài là 3 m, thu gọn là 73 cm nha. Bát gặp Fuji FS6 này về câu đơn câu ngâm, câu giải trí, chất liệu fib. Khoen còn đẹp hết nha. 3m. Này về câu giải trí ok, câu cần mấy ha. Này cứng khoảng 15 các anh. 3m cứng 15, cứng cảm giác ha. Ngọn cần 2.4, trọng lượng là 200g. Cho em mã 12, em bán 250. 12 cái này 250.000. Lóng ngắn ha. Rồi sang 13, em có cần carbon nè, cần này gọi là súp lợ nè. Chiều dài cần là 4m5, một cây Speed Súp, bạn Hàn Quốc xuất thị trường Nhật nha các anh nha, Korea. Đó. Cũng là cần người Nhật họ đã qua sử dụng rồi. Bát của cần là bát Fuji FS7. Dàn khoen cần Fuji luôn nha. Nè, khoen còn ngon nè. Sứ ngon lành nè. Cái này nó có hai khoen chạy bên trên nha. Màu sơn thì nó lờn lờn sơn, nó lờn nước sơn đó. Không phải lờn phôi đâu các anh yên tâm. Này còn ngon lành. Cũ cũ theo thời gian ha. Cứng 25 so với cần lục nha các anh nha. 4m5. Có thể câu đơn ngâm đăng xe và đánh lục đầu cần được. Rồi.
Ngọn cần 2.6 ly, trọng lượng là 470g các anh. Cái này chắc tay khỏe ha. Cho em mã 13, giá là 580. 13 580k. Rồi tiếp theo em gửi đến các anh một mẫu cần câu isoken lớn, có chiều dài 4m5 nha, độ cứng 3 nha. Cần thì nó cũng có sơ xước ở mấy cái điểm kiểu này nè các anh. Đó. Đi kèm cho mình là bát vặn Fuji DBS nha. Cái này góc nhỏ dễ cầm lắm các anh. Về câu đơn câu gình nha. 4m5 cứng 3, khoen lớn các anh. Dòng khoen lớn thì nó độ cứng nó cao hơn khoen bé ha. Rồi, có ba khoen chạy bên trên nha. Cần này nó đã qua sử dụng rồi, hơi cũ một tí thì giá tốt cho các anh về dùng nha. Mắc nước sơn nhẹ nhẹ nè. Phôi đều nguyên bản nha các anh nha. Phôi là phôi nguyên vẹn hết. Cái này ngọn cần là 1.7 ly các anh. Còn trọng lượng là 234g. 234. Em để giá các anh là 500. Cái này mã 14, 500.000. Rồi sang mã 15. 15 em có một cây cần câu zoom các anh. Dài 5m3, zoom 5m5. Cứng 4. Hàng nội địa Nhật Bản nha. Cái này là thương hiệu Daiwa. Có mã code tem vàng nè. Ngoại hình cần thì nó đã câu qua, đã sử dụng qua, thì cái này nó bám cái này mắc sơn này ha. Đây sơ xước tí xíu. Còn chế độ zoom thì các anh zoom ở đây ha. Nè, phía dưới góc tay cầm các anh có thể cho nó cao hơn. Đấy, hoặc là cho nó thấp hơn, nó giống như là nâng hạ bát vậy đó các anh. Hay ha. Đó, muốn bát cao thì có bát cao, muốn bát thấp có bát thấp luôn. Đấy, nó hay ở đó ha. Siết lại. Rồi, dàn khoen cần là còn nguyên vẹn, khoen Fuji lòng xứ xám hết. Bên trên nó có ba hai khuyên chạy nè các anh. Cần carbon sẵn ha. Bên trong nó đẹp các anh. Khuyên cái là khuyên chạy cho nên đầu lóng thứ hai sẽ có đóng semi chống nổ cho mình. Lóng cuối cũng đóng semi chống nổ luôn ha. Nè, phôi bên trong đẹp chưa? Không xước nha. Đấy. Rồi. Cái cần câu isoken lớn của Daiwa, chế độ zoom 5m3, 5m5. Em bán giá cây này cho mình là 1.350.000 nha. Trọng lượng của nó là 395g. Đường kính ngọn hiện tại là 2.4 ly các anh. Mã số 15, 1350. Em sang 16 em có cần câu lua đẹp, rất là đẹp ha. Độ cứng UL, đi kèm túi vải và hàng chưa qua sử dụng nha. Cái này là có tay cầm gỗ bằng còn nguyên siêu chưa xé. Bát của nó là bát đẩy. Các anh muốn gắn mấy câu dưới này, chỗ này hoặc là ở trên cũng được nha. Đó, phôi cần carbon. Nước sơn cần là màu xanh, lá cây được làm nhám. Chiều dài 1m68, độ cứng UL. Tải mồi 2-10 gram mồi. Của thương hiệu Beta Fishing, sản xuất là tại Korea ha. Góc nhỏ dễ cầm. Một mẫu cần câu lu siêu nhẹ nhàng. Lu UL, độ cứng cảm giác ha. Có thể câu lóc, câu mương, câu đầm, câu suối các anh. Dàn khoen cần sở hữu là khoen Fuji hết nha các anh. Đây là Fuji lòng xứ nâu hết. Hàng đẹp nha, chưa qua sử dụng. Đường kính ngọn 1.5, trọng lượng 55g. Mã 16 giá 890.000. 16.890. Sang 17 nè, là một cây Shimano các anh. Shimano S-Drive. Cái này là bản ghép 1.1. Em... nhập về cho các anh câu trải nghiệm ha. Cái này là một cây có chiều dài là 2m28, độ cứng thực của nó là M nha. Tải mồi từ 7 đến 30 gram mồi. Made in Japan, JBA mát số 2.5. Phôi carbon sẵn ít 2 da và có dàn khoen Fuji nha. Tất cả dàn khoen Fuji hết. Cái này dùng cho máy đứng độ cứng khoảng tầm M nha. Đó, cho các anh về câu lưu lóc. Hàng đẹp đi kèm túi vải luôn nhé. Cái này ngọn cần em đo là 1.9 ly, trọng lượng 139g. Giá sẽ là 700 nha. Mà số 17, 700.000. 2m28. Sang 18 em có một cây cần Yamaga nội địa Nhật Bản nha. Yamaga Blend. Cái này phôi carbon xoắn ít 2 da luôn. Được làm màu bóng. Chiều dài 2m7, độ cứng MHK. Tại mồi 30-60g mồi. Đây là độ cứng cao MH, có thể câu đơn câu ngâm được luôn.
và mình đi lưu nha, lưu đánh bạo lực. Giang khuyên gần Fuji Six Gold nè, bát vặn CE4+, ở đây có phủ carbon nha, hàng đẹp cơ. Rồi 2m7 cơ, hai khúc ha, đường kính ngọn 2.2 ly, trọng lượng là 200g, mã số 19, giá cây 16-17, à mà 18 cơ, cho em mã 18, giá bán 1.450.000, 18 ha, 1450. Sang 19 em có một cái cần câu Dream Sup của Daiwa này, một cái sup ha, hàng rút. Cái Daiwa này là hàng China xuất thị trường Nhật nha canh nha, có mã code in tem vàng nè. Chiều dài 4m05, độ cứng 27T ha. Bát gặp Fuji FS7, Fuji dòng Fuji NS7 ha, NS7 em nhầm. Logo Daiwa đây, có công nghệ carbon HVF của Daiwa. Dàn khuyên cần là Fuji H 405 cứng 27. Câu ngâm lăn xê và đánh bạc bại biển nha. Có định bị khoen này các, gọi là định bị khoen hết cái này nè. Đó. Phôi hiện tại không lỗi nha, độ mới thì nó rơi tầm khoảng chừng là tầm 80%. Cần thì nó cũng có xước thôi ha. Xước nhẹ nhẹ thôi. Da cần thẳng tắp và độ cứng cấp ha. Cái này thì có đường kính ngọn 2.5 ly, trọng lượng là 382g. Cho em mã 19, giá là 1.680.000. 19 nha, 1680. Chưa hạ bát nha các, em có hỗ trợ năng hạ bát, ai nào cần thì cứ báo em. Rồi hôm nay em có thêm mà 20 đi, mà 20 cho hai cây luôn ha. Hai cây này em để đồng giá như nhau luôn á các. Em giới thiệu một cây cho mình thôi. Rồi, cây Hibiki nha, hàng Nhật, có chiều dài là 4m2. Cây này là một cây có độ cứng khoảng 27 luôn nha các. Bát Fuji, khoen cũng là Fuji. Đó, hàng cũ nha. Hai khoen chạy. Câu ngâm lăng xê, đánh lục, đánh biển. Nước sơn cây này còn bóng nè các. Sơn còn sáng luôn á. Bóng ha. Đó. Phôi sáng toàn thân. Cái này ngọn cần 2.4 ly, trọng lượng là 400g nha, có tem vàng nè. Một cây là 680g. Cho em mã 20, 680.000, có hai cây nha. Sang 21 em có một cây thương hiệu hàng Wit ca. Chiều dài 3m9, độ cứng 25 nha. Này hàng bãi Nhật về luôn, một cây phôi carbon đẹp, khuyên bát Fuji luôn nha. Này bát Fuji FS7 màu trắng nè ca. Dàn khuyên Fuji loại xíu xám hết nè ha. Đóng semi ở đây nó hơi cũ kỹ tí xíu thôi. Tất cả ngon lành hết nha. Ở đây em sẽ vệ sinh lại, nó dính keo thôi, không chịu vệ sinh gì hết. Đó. Ngọn màu trắng, càng carbon. Rồi ok nha, bên trong ngon lành. 3m9, độ cứng 25 ca. Căn này ngọn là 2.4, trọng lượng là 454g. Giá bán là 650. Mã 21, 650.000. Sang 22 là một cây cần có khoen nó hơi cũ tí xíu. Căn này là một cây carbon chiều dài 3m9 nha, độ cứng khoảng 25 luôn. Khoen bát sở hữu là khoen bát hạng. À, bát Fuji. Cái này bát Fuji FS7, keo chỉ còn tốt luôn nha. Cần này thì bát Fuji nè, ngon lành nè. Còn dàn khoen của nó là dàn khoen thường nha, khoen hạng của cần. Câu cụ theo thời gian, đầu thì nó còn đẹp nè. 39 cơ. Nước sơn còn đẹp luôn nha. Ở lóng thứ hai có sơ xước nhẹ, do nó chống cần, chống xuống dưới đất á. Nè, có tem vàng luôn nè các, tem này đẹp nè. Cái này thì ngọn em đo là 2.3, trọng lượng là 350g nha. Em bán giá cái này là 500. Mã 22, 500.000.
Rồi sang 23 em gửi đến cái một cây Daiwa. Daiwa hàng China xuất Nhật luôn. Và cái này là dòng tốt nha. Dòng Prime Sub dài 4m05 cứng 30 các anh. Cái này cứng CX nha. Có tê đỏ nè các anh, chữ tê đỏ nè. Hàng chính hãng các anh nhìn là biết à ha. Này VIP luôn, hàng Nhật về hết. Bát gặp Fuji Stainless LS7 nè. Còn nguyên vẹn chưa tháo rời nè ha. Bát Japan. Dàn khoen Fuji hết. Trên thì nó có định vị khoen nha. Đây, hai khoen chạy và định vị khoen nè. CX các anh, cứng 30 ngon lành. Đấy, nước sơn còn khá đẹp luôn. Sáng bóng cho mình nè. Ok ha. Cái này ngọn cần em đo là 2.5 ly, còn trọng lượng là 424 g. Em bán cái này là giá 2.250.000. Cho em mã 23 nha, 2250. Rồi sang 24 nè, em có một cây Shimano nội địa Nhật Bản nè. Shimano Aerocat dài 4m5 độ cứng DX nha. Ở đây nó mờ chữ một tí xíu. Cái này là hàng nội địa Nhật Bản. Có tem vàng phía dưới. Bắt gặp Fuji Stainless luôn nha. Keo còn tốt luôn nè các anh. Muốn hạ thì cứ báo em ha. Để hạ để câu lục. Còn các anh giữ nguyên vị trí này để các anh câu bạc bãi biển là ok. Khoen đẹp nè. Cần có định vị khoen luôn. Coi phôi nó xoắn kìa các anh. 4m5. Cần dài. Này bên trên nó có nhiều cái hoa văn đường viền ha. Màu đen. Cái cần này cứng cho mình là DX, là cứng 27 nha các. Aerodynamic design, có in chữ nguyên bản của nó. Cũng còn khá đẹp. Cái này ngọn cần 2.5, trọng lượng 416 g, giá là 2.390.000. Mã số 24 ạ. 2390 nha. Rồi sang 25 nè, em gửi đến cái một cây Shimano Sub Chaser. Dòng tốt nha, chữ này chữ nội nha các anh nha. Đây là chữ nội. Đây là chữ in sát vào ha. Cái này là Shimano 405 cứng CXT. Bạn China xuất thị trường Nhật luôn, có mã code tem vàng. Phôi cái này là phôi xoắn ít toàn thân các anh xem. Đấy. Bắt gặp Fuji to ha. Dàn khoen cần đều là Fuji hết. Nó có lai khoen nha. Bên dưới là Fuji màu đen bóng, còn ở bên trên là Fuji xứ xám nha. Này hiện tại nè, nó có tổng là 3 khoen chạy và có định vị khoen 3 khoen luôn nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Đó. Xoắn ít toàn thân luôn các anh nha. Cái phôi của nó là màu đen xanh. Màu đen và màu xanh. Lóng thứ hai có định vị khoen rất là to nha. Đấy. To bằng ngón tay luôn. Sơn bên trong còn khá là đẹp. VIP lắm các anh. Cái này cứng đơ à. Cái này cứng 30 mà cứng đơ luôn á. Em vậy cái cần là nó cứng đơ gì luôn nè các anh. Ha. Ngọn cái này hiện tại là 3.1, trọng lượng là 422 g. Giá bán là 2.690.000. Mà 25, 2690. Và rồi, em xin kết thúc video tại đây nha. Em cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. Các anh có đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình nha. Số của em là 0356776692. Em chúc anh cuối tuần vui vẻ, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại video sau nha.